Ôi trời ơi. Ê, mang đây thưởng thức đây, cảm nhận cái khói như đây này. Nó đẹp hơn lúc sống. Nhìn nó ấn tượng cực kỳ luôn, nên bây giờ mình sẽ để cái bàn tay của mình như này để cho mọi người cảm nhận cái cảm giác nó to như nào nhé. Này, một cái bàn tay của mình to này nhé. Này, chỉ bằng cái cảm của nó này. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại là cái cua Alaska của mình đã được hấp sau 20 phút rồi này. Thì bây giờ là em nhân viên sẽ kiểm tra xem con cua này đã chín chưa. Nếu mà chưa chín thì sẽ phải hấp thêm, và chín rồi thì anh em mình sẽ cùng nhau thưởng thức vào nhé. Chân là chín. Hiện tại là mình đang ngồi trên cái tầng 3 của nhà hàng hải sản Việt Đông nhé mọi người nhé. Địa chỉ là phố 2, ngõ 84, phố Trần Thái Tông, Hà Nội nhé mọi người nhé. Con cua này là con cua Alaska, có trọng lượng là 3,6kg mà vừa nãy là mình đã cân ở phía dưới. Thì bây giờ đang chế biến thành một cái món, đó là món cua hấp cả con các bạn nhé. Thì bây giờ là cái cua này đã được đặt lên cái nồi hấp này. Bây giờ là sẽ cho những cái gia vị lên trên này, sau đó là sẽ đậy cái nắp, đậy cái mai của nó vào và tôi cùng vào và tiến hành hấp luôn nhé. Bây giờ mình sẽ nhờ em nhân viên của cục bên nhà hàng em và anh hướng dẫn và em chia sẻ cho cách chế biến món này và cách thực hiện món này. Vâng, làm phiền em. Đây là anh em mình cho gia vị như thế để được. Thực ra cua này nó độ ngọt, nói chung là gia vị vừa hết rồi. Trong mình con cua đủ ngọt để đủ đậm được, nên chỉ cho một ít là xả ớt gừng cần tỏi nó thơm. Mình hôm nay được em đến cửa hàng được anh Tuấn em mới rất nhiệt tình, em mới hướng dẫn và chia sẻ. Thế là theo Tuấn chia sẻ là con tôm này, con cua này thì nó có cái gia vị của nó là thịt của nó hay là gia vị bên trong của nó rất chi là đậm đà rồi, nên là khi mình không phải cắm nước cái gì cả, mình chỉ cho cái phần rau thơm lên trên thôi và mình sau đó là mình sẽ hấp thôi. Đây bây giờ đang bắt đầu là đậy cúc vào trong rồi nhá, chín rồi, bắt đầu nó mới chín rồi, thì sau màu của nó với cả cái mùi của nó mới hấp dẫn. À, chín quá. Hiện tại cái cua của mình là thịt cua rất ngon rồi và mùi vị của cua rất thơm ngon rồi, nên là những cái gia vị đi theo của mình để hấp ấy, thì cũng đơn giản thôi, chỉ có chút xả này, chút ớt này, chút gừng này, đây là một chút cần tây đúng không em? Đấy, gia vị là mình chỉ như vậy thôi. Đây là cái con cua Alaska nhé, vừa cho vào hấp và bắt đầu được tầm 3 phút rồi nhé. Cái 3 phút của nó, sau khi hấp 3 phút thì cái màu của nó là bắt đầu là chuyển sang màu đỏ đẹp rồi. Cái mùi của nó thì mình cũng đã cảm nhận được rồi nhé. Nên là mình sẽ tiếp tục đợi mà mình sẽ tiếp lại đến khi nào chín là các thành viên được. Đây là tân cảnh một con cua Alaska của người đó, có trọng lượng là 3,6kg. Đây cho con mang đây thưởng thức đây, cảm nhận cái khói như thế này. Cái con cua này trọng lượng 3,6kg thì em mới xét cái nhiệt độ ở đây này. Em xét cái thời gian đây là 20 phút là sẽ hấp chín cái này, nhưng mình căng cái đấy là 11,48 giờ, tức là mình đã hấp được 10 phút rồi, đây này nó phải 9 phút rồi. Em mới xét là 20 phút, bây giờ là 11 phút 41 giờ, còn 10 phút cùng 11 phút nữa. Đây là con cua này đã hấp được 9 phút rồi đó các bạn ơi. Mình nhìn mình mở ra là mình review cho các bạn xem nhé. Cảm ơn.
đẹp hơn lúc sống. Nhìn nó ấn tượng cực kỳ luôn nhé. Bây giờ mình sẽ để cái bàn tay của mình như này để cho mọi đẹp người cảm nhận cái cảm giác nó to như này nhé. Này, một cái bàn tay của mình to này nhé. Này, chỉ bằng cái cảng của nó đây. Bằng cái cảng của nó đây. Đó, nó đặt lên cái mai của nó như này. Thì mới biết là hình dung được cái độ to của nó như này. Con này 3,6 kg nhé mọi người. Bây giờ sẽ chờ thêm tầm khoảng 10 phút nữa. 10 phút nữa nó sẽ chín và mình sẽ thử hết. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại là con cua Alaska của mình đã được hấp sau 20 phút rồi này. Thì bây giờ là em nhân viên sẽ kiểm tra xem con cua này đã chín chưa. Nếu mà chưa chín thì sẽ phải hấp thêm, và chín rồi thì anh em mình sẽ cùng nhau thưởng thức vào nhé. Đây em muốn cua anh kiểm tra đây. Nhưng mà lúc mà anh muốn, lúc mà nguội rồi anh muốn nóng thì anh bật bếp à? Em vẫn đang để cho chế độ chờ thì Anh tăng nhiệt là anh lớn rồi đúng không? Tăng nhiệt, thế mà nó không tăng, nó có sự lý. Em cho anh cái lon nước ngọt. Nước ngọt Pepsi, Coca. Quý vị và các bạn thân mến, thì là cái giây phút này, giây phút là cực kỳ là ui giời ơi, là hấp dẫn này. Mình chờ cái giây phút này là đến bây giờ là từ lúc ở dưới kia đó, chọn là cua này, ông chờ đợi để hấp cua này, đến bây giờ là tầm khoảng là 1 giờ đồng hồ rồi. Bây giờ là cái món cua Alaska của mình đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ thử thức. Tuyệt vời các bạn ơi. Kính mời tất cả các quý vị và các bạn cùng cô Nam Tiên Nhìn hấp dẫn lắm. Cua biển Alaska. Cái này là 3,6 kg các bạn nhé. Chị em đang quay cận cảnh đấy. Cái con này thì mình sẽ đây cái phần mai của nó này. Cái phần mai của nó khi lúc sẽ phải bỏ cái mai ra này, làm sạch này. Sau đó là sẽ sơ chế và tẩm ướp gia vị ở đây nhé. Để khi hấp thì hấp xong. Trong quá trình hấp ấy, thì mình sẽ úp cái mai lên. Đúng không? Khi ăn thì mình sẽ bỏ cái mai ra và mình sẽ cứ thế mình thưởng thức luôn. Cái này thì cái mai này bỏ này. Cái món này ở giữa này bụng nó là phần bụng ăn này, mình khá là cái phần chân của nó rồi nhé. Còn cái mai này có thể làm một cái món, là cái món cháo, món nấu cháo mai. Ở đây giúp anh Nhân Dương chia sẻ cho mình là cái mai này phải là nấu cháo. Nhưng hôm nay mình không nấu cháo mà sẽ để như là mình hất thôi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này các bạn nhé. Làm này, bắt đầu này. Nói kéo ra. Nói kéo ra. Đây là cái lúc mình ăn thì mình sẽ cắt từng cái chân của nó ra này. Đây á, mình sẽ cắt từ cái chân này của nó ra này, và mình sẽ thưởng thức này. Đây con. Mút luôn. Mút thịt lắm. Thịt ngon nhiều, thịt dày. Đây này các bạn này. Có nhiều thịt luôn. Mình cắt cái chân của nó ra nhá. Đây, cắt cái phần chân của nó ra thì ở bên trong nó hiện ra cái phần này này. Đây là chính là cái phần thịt của nó này. Đây mình sẽ ăn cái phần thịt này nhé. Sau đó là mình sẽ bóc cái lớp vỏ bên ngoài ra, mình sẽ ăn cái phần thịt bên trong nhé. Bây giờ mình sẽ thử cái cảm nhận, review với cảm nhận của mình nhé. Cái vị của nó thì nó tương đối mặn các bạn. Mấy em mình cảm giác cái vị của nó rất là mặn. Rất mặn đấy. Có thịt không nhỉ? Ăn cái đấy nhỉ?
Đây này các bạn này. Đây là cái chân nhá, chân của con cua Alaska này. Mình sẽ bắt lên đầu mình ăn ở đấy nhá. Mình bắt được một đoàn này. Đây sẽ thử cái phần này. Lúc đầu mình ăn miếng đầu tiên nên mình cảm nhận của mình là nó có vị hơi mặn, nhưng đến lúc mình ăn cái phần thịt này, cảm giác cái phần thịt này của nó ngọt cực kỳ luôn. Cái mùi của nó thì cái hương vị của nó thơm, thứ hai là cái mùi nước tương này, hơi thơm rồi này, cái phần thịt của nó ấy, thì nó chắc luôn nhá, ăn thì nó chắc, nó ngọt cực kỳ luôn đấy. Ở đây nhá, bây giờ là em hướng dẫn cho anh cách ăn đi. Mà anh đang ăn theo kiểu thú to à? Ăn rồi ăn. Ôi giời ơi. Ừ nhỉ? Để em góc đấy ăn được. Thì ra cũng ăn cũng đơn giản thôi đúng không? Không gì là khó lắm nhỉ? Nhưng mà cách này thì đơn giản quá, anh thích ăn cái kiểu bóc với đâu ăn như thế này. Đây là cái phần thịt mình của con cua này, đây là cái phần gạch nhé, con cua này đây cái phần này phần gạch này, đây là cái phần này, phần thịt ở cái phần bụng nó nhé, cái phần thịt này cực kỳ ngon luôn đấy. Mình chưa thưởng thức mình biết là cái phần thịt này ngon luôn, riêng ăn cua thì cái phần thịt này là phần cực kỳ ngon luôn đấy. Cái phần gạch của nó ấy, cái phần gạch của nó là ăn hương vị nó đặc trưng ấy. Cái gạch của nó này ăn thì tất cả cái cảm giác nó đầy đủ các hương vị luôn đấy, thơm có này, bùi có này, ngọt có này, nói chung là cái gạch của nó ăn cực kỳ là hấp dẫn. Còn cái phần thịt mình này. Thịt mình thì đứng là nó dai, ăn nó ngọt và cảm giác là cảm giác ăn đã cực kỳ luôn rồi. Đấy, quý vị và các bạn hãy thêm một lần thưởng thức cái món cua Alaska nhé, tại nhà hàng hải sản miền Đông, phố 2 ngõ 84 Trần Thái Tông nhé. Đây là tận cảnh cái món cua Alaska đó mọi người nhé. Anh em mình thưởng thức nãy giờ là cực kỳ ngon, là mình cảm thấy hương vị là hấp dẫn cực kỳ luôn đấy. Đấy, anh em mình thưởng thức rất nhiều rồi, còn cameraman thì cũng chưa được thưởng thức, giờ cameraman bắt đầu thưởng thức đây. Đây, cameraman chào khán giả các bạn. Chào tất cả quý vị và các bạn nhá. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với công hậu món cua Alaska nhá. Ngon không?
cảm giác này ngon đúng không? Đã. Ăn cái này cũng vừa vừa. Ăn ngay. Món này muốn ghẹ, muốn ghẹ, muốn giúp đẻ, dân giúp. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.